Hello, xin chào các bạn. Trong cái thời điểm hiện tại thì không biết là video này lên bao giờ, nhưng mà tôi thì chân cảm nó đang có vấn đề. Đi đá bóng bị lật cổ chân, nên là thôi đợt này tranh thủ ở nhà quay một loạt video luôn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm ở đây của Maison Martin. Đặc biệt là sau cái video mình review về con Natural Insulin thì có rất nhiều bạn đề nghị mình review những con khác. Và đương nhiên cái việc mà nhà mình có rất nhiều ở trên kệ như thế này thì mình cũng sẽ chia sẻ đến các bạn. Nên là xin phép hôm nay cũng không bật đèn, tại vì trời đang khá là sáng nên tôi không muốn đánh cái background lên làm gì cả. Thi thoảng nó phải đổi gió một tí. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về hai con, đó là con Pum Pum Pom Pom của Maison Martin, và con này là con Arashi no Umi. Và quan trọng nhất sẽ là con này, và mình khuyến khích các bạn đó là hãy mua con này thay vì mua con Pom Pom. Còn lý do vì sao thì chúng ta cùng nhau bắt đầu. Trước tiên thì Maison Martin, các bạn có thể tìm hiểu một chút về cái cảm hứng cũng như là những câu chuyện bên lề của thương hiệu này ở cái video mình review về Natural Insulin cách đây khoảng tầm đâu đó, mình nghĩ là có lẽ tầm một tháng, thì mình sẽ dẫn cái đường link ở trên này để các bạn có thể xem lại. Và hai cái mùi hương này thì là hai cái mùi hương Pom Pom thì là mùi hương cũ, và Natural và Arashi no Umi thì là mùi hương mới. Và hai mùi hương này thì mình cũng không thấy có quá nhiều cái câu chuyện hay là nguồn cảm hứng sáng tạo, mặc dù mình đã tìm khá là nhiều ở những cái nền tảng khác nhau. Tôi vẫn muốn là tìm những cái câu chuyện, những cái cảm hứng của hai mùi hương này để chia sẻ với các bạn, nhưng mà tôi tìm từ trên Instagram rồi YouTube cho đến cả web của họ thì không thấy có một cái thông tin gì hay là những cái tờ báo, những cái tạp chí nói về cảm hứng của hai mùi hương này. Nên là cái phần đấy thì tôi sẽ bỏ qua, và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào luôn về phần thiết kế. Về cơ bản thì những cái chai của Maison Martin thì đều là những cái chai 50ml. Và cái thứ hai đó là những cái chai này luôn luôn có những cái hoa văn, những cái họa tiết trông rất là hay ho. Thì đầu tiên đó là Pom Pom, để các bạn có thể nhìn thấy rất là xinh. Chai thì là chai thủy tinh trong. Những cái chai này mà các bạn mang đi đến những cái vùng biển các bạn chụp mà nó có cái background là nước biển trong ấy, thì nó rất đẹp. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy vô nhiều á, từ xe hơi cho đến những quả bom, cho đến người, cho đến những con mèo. Và vẫn là cái nắp quen thuộc của Maison Martin, đó là những cái nắp có thể tái chế được đó. Và bên này thì là Arashi no Umi. Đây, mình sẽ zoom vào cam bên này. Arashi no Umi thì nó là những cái hình đến từ Nhật Bản. Các bạn có thể nhìn thấy, trông rất là xinh. Con này thì nhìn kiểu hoa anh đào, trông xinh xẻo, rất đáng yêu. Về thiết kế thì mỗi người một gu. Cá nhân tôi thì tôi thích thiết kế của Arashi no Umi hơn, trông nó đẹp đẽ hơn. Và để phần mùi nó cũng ngon hơn. Về phần vòi xịt thì tôi cũng sẽ test cho các bạn về cái phần vòi cho các bạn nhìn, nếu mà các bạn không có thời gian xem. Đây, test cái vi này. Đó, các bạn nhìn nó bay này. Đây, thử test mic cái cam bên này xem. Đó, tóm lại là vòi của Maison Martin thì nó vô cùng thích, chúng ta không phải bàn cãi quá nhiều. Và cái nắp này đậy vào con nào cũng được nha. Bây giờ thì chúng ta đến với phần quan trọng nhất là phần mùi hương. Và tại sao mình lại nói rằng các bạn không cần thiết, không nên mua Pom Pom, Pum Pum, mà các bạn hãy mua Arashi no Umi. Thì đầu tiên đó là mình được ngửi mùi hương của Pom Pom trước. Thì con này khi mà mình xịt ra ấy, thì cái cảm nhận của mình nó liên nghĩ ngay tới cái mùi của những cái chai dầu gội đầu. Chắc là Tresemme hay là kiểu Enchanter, rồi những cái dầu gội đầu dành cho nữ, đặc biệt là ở những cái quán gội đầu cắt tóc. Thì đây là một cái mùi hương mà người thấy cực kỳ nhiều. Thực ra con này ấy, mới đầu khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy tông mùi trái cây. Và cái thứ hai đó là cái mùi kiểu hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn, nếu như bạn nào chưa biết thì hoa mẫu đơn là một trong những loài hoa không chiết xuất được, và người ta sẽ phải sử dụng nguyên liệu nhân tạo, và thường sẽ là hoa hồng mix cùng với Fruity, thì nó sẽ tạo ra cái mùi hoa mẫu đơn. Thì đấy là những cái mà thông tin mình đọc được ở trên những cái nền tảng khác nhau về cái nguyên liệu hoa mẫu đơn. Và cũng có khá là nhiều những cái chai nước hoa có tông mùi hoa mẫu đơn, peony. Ví dụ như kiểu là con Pivong Suzu của
Giorgio Armani. Thì cái mùi hương của con này ấy, nó lại không giống con Pivong Suzu. Tại vì con Pivong Suzu thì ngửi cảm giác nó sẽ là mùi kiểu hoa hồng, ngửi kiểu fruity, kiểu chín mọng nước, những cái quả mọng màu đỏ ấy. Thì nhưng mà con này thì lên cái vai kiểu đúng dầu gội đầu Enchanter Chesame. Nên là với cá nhân mình thì ngay khi mà mình xịt ra thì mình không có thiện cảm lắm với con này. Thậm chí là nó làm mình nghĩ tới những chai nước hoa khá là rẻ tiền. Còn đối với con Arashi no Umi là một cái phiên bản mới ra mắt, thì con này nếu mà dịch theo tiếng Nhật thì nó có nghĩa là hình như là biển bão. Thì cái mùi hương của con này ấy, khi mà các bạn xịt ra nó cũng là một cái tông mùi trái cây. Chúng ta nếu như các bạn không quá để ý và không có thời gian để side by side hai mùi với nhau thì các bạn thấy rằng nó sẽ có một cái nét gì đó giống nhau. Nhưng nếu như các bạn dành thời gian để có thể xịt hai mùi này để so sánh thì với Arashi no Umi các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi táo cùng với những cái mùi như kiểu mùi mơ, mùi đào rất là rõ rệt. Đặc biệt là cái mùi táo xanh không quá ngọt. Tại vì với những quả táo như kiểu táo đỏ thì các bạn thấy nó đậm vị hơn. Còn với những cái mùi táo xanh thì nó sẽ có một cái nét hơi xanh xanh và ngửi hay là các bạn cắn thì nó có cái vị nó thanh hơn. Thì ở con này nó như vậy. Và ở cái khoảng khi mà dry down khoảng tầm đâu đó nửa tiếng đồng hồ thì cái con Pum Pum này nó càng ngày càng ra một cái vai mùi fruity ngọt chín rất rất nhiều. Và cái bay mùi hoa ấy, thì nó chỉ là yểm trợ ở phía sau thôi. Thì các bạn cứ hình dung nó sẽ là một cái bay mùi kiểu hoa hồng kết hợp cùng với cái nét ngọt trái cây rất đậm. Và nó sẽ dành cho những bạn nào thích cái bay mùi ngọt và có xu hướng kiểu swappy, kiểu dầu gội đầu. Còn đối với Arashi no Umi này thì ở cái top note ấy thì cái mùi táo xanh giòn giòn xanh xanh cùng với những cái nét trái cây khác nó làm mình nghĩ tới những cái đĩa salad hoa quả. Ngoài một cái nét giòn giòn sật sật của táo ra thì nó còn có những cái kiểu những cái hoa quả mà nó những cái gam màu như kiểu dâu hay là xoài xếp các thứ, nó làm cho sẽ ra một cái vai tropical và kiểu một rổ salad trái cây rất rõ rệt. Và Arashi no Umi này khi mà dry down ấy thì các bạn sẽ nhận thấy một cái nét hơi bụi và creamy. Hơi bụi ở đây thì nó cảm làm mình nghĩ tới cái những kiểu những một chút kiểu hạt tiêu rắc lên nhưng mà tiêu nhẹ thôi đó. Và cái nét creamy béo béo của đàn hương thì hai cái mùi hương này nếu mà xét tổng thể thì top note có thể là Pum Pum nó sẽ tỏa tốt hơn, nó sẽ thu hút hơn. Nhưng mà với Arashi no Umi thì nó lại thanh thoát, giòn và dễ chịu hơn. Còn với cái phần dry down ấy thì Pum Pum nó lại không có sự biến chuyển quá nhiều mà nó chỉ xuất hiện cái nét ngọt mà nó tôn cái nét ngọt lên nhiều hơn ở cái phần dry down. Và với cá nhân mình thì mình vẫn nghĩ tới dầu gội đầu từ đầu đến cuối. Còn đối với Arashi no Umi thì nó lại là một cái rổ trái cây, salad, hoa quả. Dry down lên cái mùi gỗ nó tạo cho cái mùi hương có chiều sâu hơn và cảm giác rằng là nó phức tạp hơn và nó hay ho hơn và nó xứng đáng với đồng tiền hơn. Nên là với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là cái lý do mà mình chọn Arashi no Umi không phải là vì chai nước hoa này ra sau hay là như thế nào cả, mà chỉ đơn giản rằng là nếu như các bạn tìm một cái tông mùi kiểu dầu gội đầu kiểu Enchanter thứ các thứ hay là kiểu chê sơn thì các bạn có nhiều lựa chọn rẻ hơn Pum Pum rất nhiều. Còn đối với Arashi no Umi nó sẽ là một cái gì đó lựa chọn tropical kiểu salad hoa quả hay ho và hấp dẫn hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với phần tiếp theo, đó chính là về cái phần hiệu năng. Cái hiệu năng này thì Pum Pum lại giành chiến thắng. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì đối với mình ấy, thì Pum Pum là một cái vai mùi fruity ngọt, ngọt hoa, mẫu đơn rất là rõ rệt. Và các bạn muốn hình dung mẫu đơn như nào các bạn cũng có thể mua Pum Pum để hình dung ra cái mùi ngọt fruity của hoa mẫu đơn. Thì con này nó mang tới cho mình một cái độ tỏa khá là tốt ở trên tay. Đó, đâu đó khoảng tầm hơn nửa cánh tay cho đến tầm một cánh tay quay đầu. Đấy là một cái độ tỏa cực kỳ tốt. Và đây cũng là một trong những con mà mình cảm thấy rằng là nó tỏa khá tốt của nhà Mezzo Martin. Còn đối với Arashi no Umi thì nó lại có một cái độ tỏa tầm nửa cánh tay quay đầu thôi. Đó, nên là cái độ riêng về độ tỏa nếu như các bạn mua thì các bạn nên mua Pum Pum nếu mà các bạn ưu tiên phân vân cho hai con này. Và một cái nữa đó chính là về cái độ lưu hương của hai con này. Thì con Arashi no Umi lúc đầu mình nghĩ rằng nó có một cái bay đàn hương creamy ở phía sau hơi bột thì nó sẽ tạo ra cái bay mùi vững chắc hơn và nó sẽ lưu lâu hơn ở trên da, nhưng không phải.
Asinoumi trên da mình chỉ đâu đó khoảng tầm 5 tiếng thôi. Còn đối với Pum Pum Pom Pom này thì nó lưu ở trên da mình đâu đó ở tầm 7 đến 8 giờ. Đây là một con số khá tốt. Và sự chênh lệch này các bạn sẽ nhận thấy rõ. Nó sẽ cho các bạn thấy được nếu như các bạn mặc hai mùi hương này thì gần như rằng từ độ tỏa cho đến độ lưu thì Asinoumi nó sẽ biến mất rất là nhanh so với mùi hương này. Mình xịt hai con từ buổi sáng đến bây giờ thì cái Asinoumi nó vẫn có cái mùi như kiểu mình đang đổ cái nước dầu ở đầu, dầu xả lên tay. Còn bên này thì nó gần như là nó không còn mùi nữa rồi. Đấy là một cái điều mà các bạn cần biết nha. Mặc dù khen Asinoumi nhưng mà mình vẫn đánh giá rất cao về cái hiệu năng lưu mùi của Pom Pom. Đó. Vậy thì hai cái mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách cũng như là cái độ tuổi như thế nào? Thì từ Pom Pom, Boom Boom cho đến Asinoumi thì nó sẽ hợp với cái vai các bạn nữ. Và một cái nữa đó là nó vẫn giữ được cái hơi hướng của nhà Maison Martin như mình nói ở cái video trước, đó là cái nét tropical, cái nét fruity nhiệt đới rất là rõ rệt. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ là các bạn có thể xài vào mùa hè cực kỳ là thoải mái, đặc biệt là các bạn nữ. Các ông nam thì tôi khuyến khích là nên mua Asinoumi vì nó có cái nét đàn hương gỗ đằng sau nên là nó vẫn sẽ có một cái nét gì đó nó khỏe khoắn hơn. Còn đối với Pom Pom thì nó gần như là nghiêng hẳn là một mùi dành cho nữ rồi. Đó. Và về cái phong cách ăn mặc như thế nào cho phù hợp với hai mùi hương này thì Pom Pom mình nghĩ là sẽ là những cái cô nàng kiểu tiểu thư kiểu lâu đó tầm 18, 20 tuổi, thậm chí là 16 tuổi các bạn hoàn toàn có thể mặc được nhá. Hoàn toàn có thể mặc được, kiểu trẻ trung, kiểu ngây thơ, kiểu váy vóc xong rồi kiểu chạy nhảy vui đùa, không phải nghĩ đến là ngày mai làm gì hay là kiểu chát anh nào hay là sợ bị anh nào lừa. Đó mãi là một cô gái rất là yêu đời, còn đang ở độ tuổi teen thì các bạn có thể mua Boom Boom. Cô gái này thì có phần hơi bánh bèo một tí tại vì cái nét ngọt của hoa mẫu đơn ở trong này. Còn đối với Asinoumi thì đây sẽ là một cái cô gái có nhiều năng lượng hơn và nó cũng sẽ có một cái sự nó hơi tách biệt hơn so với những cái cô bạn cùng trang lứa. Còn với cái phong cách ăn mặc con này thì mình nghĩ rằng các bạn có thể mặc quần jean với những chiếc áo phông basic màu trắng và đi những đôi giày sneaker đơn giản, hoặc là các bạn cũng có thể những cái váy vóc nhưng mà nó không quá là kiểu yểu điệu thục nữ thì các bạn có thể mặc được Asinoumi. Và đặc biệt là các bạn trai nếu mà thích một cái tông mùi trái cây dành cho mùa hè thì các bạn cũng có thể mua Asinoumi. Và mình nhớ không nhầm thì chai nước hoa này có được anh Huy Choco nhắc tới trong một cái tờ tạp chí Elle mình đã xem được cách đây một khoảng một thời gian. Thì cái cảm nhận của anh Huy với mình thì nó khá là giống nhau, đặc biệt là cái nét giòn giòn sật sật của táo tạo ra những cái cảm giác như kiểu trái cây trộn hoặc là kiểu salad ấy. Thì mình và anh Huy thì rất là đồng quan điểm về cái này. Mình đọc xong cái bài báo đấy mình thấy ui giống nhau vãi. Đó, thì các bạn có thể tìm thêm một cái bài viết trên tạp chí Elle về cái mùi hương của Asinu. Về thời tiết thì các bạn hoàn toàn có thể mặc vào những ngày hè đâu đó tầm 40 độ nếu như các bạn không phải dành 2/3 quãng thời gian đi làm để ở ngoài trời thì các bạn hoàn toàn có thể mặc được hai mùi này. Thích ngọt đậm hơn thì Pom Pom là một lựa chọn ok, còn không thì Asinoumi cũng vẫn có thể mặc được nếu như các bạn đi làm này hay là các bạn đi chơi cứ ra vào những cái nơi mà nhiệt độ nó không bị quá là nóng thì vẫn ok. Mình không nghĩ rằng là hai cái mùi hương này dù các bạn có xịt được 40 độ các bạn đi ngoài trời có tầm một tiếng đồng hồ thì nó cũng không vấn đề gì cả, đặc biệt là các bạn nữ đó. Còn với những cái mùi của Maison Martin ấy, thì đa phần đều là những cái mùi hợp với khí hậu của Việt Nam nên các bạn có thể hoàn toàn tự tin mua. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình vẫn đánh giá cao recommend con này cho các bạn Asinoumi. Còn đối với Pom Pom thì sẽ có nhiều lựa chọn rẻ hơn Pom Pom mà được trăm mưu luôn mà cũng không có hơi hướng kiểu dầu gội đầu, hoặc là nếu như bạn là một fan của dầu gội đầu thì xin mời, kính mời, có thể hoàn toàn mua chai nước hoa này. Và nếu như các bạn đã có hai chai nước hoa này rồi thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận xem là các bạn có đồng thuận với mình không. Nếu như các bạn đã từng ngửi hai con này, nếu mà giống mình thì mình chọn số 1, còn nếu mà bạn thấy Pom Pom ngon hơn thì hãy bình chọn số 2 và chia sẻ những cái cảm nhận của cá nhân các bạn với mùi hương của Pom Pom và Asinoumi. Thì mình nghĩ rằng đây là hai lựa chọn các bạn hoàn toàn có thể mua sử dụng vào mùa hè, đẹp này, thiết kế cũng ok và các bạn cũng có thể mang đi để tặng cực kỳ tốt những cái ngày sắp tới như kiểu ngày
tháng 9, tháng 10 có những cái dịp lễ Tết, hay là các bạn mua tặng cô giáo những cái ngày đặc biệt, thì đây cũng đều là những cái mùi hương rất an toàn. Và đây cũng là một trong những cái nhà mình đánh giá rất cao về packaging cũng như là giá thành cực kỳ hợp lý ở Việt Nam. Nên là có lẽ chỉ cần chọn mùi hương nào phù hợp thôi. Và nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.